Tính đến thời điểm ngày 29 tháng 8, Hà Nội ghi nhận một trường hợp tử vong liên quan đến sốt xuất huyết trên tổng số hơn 1.400 ca mắc. Số ca mắc tại các quận huyện trên địa bàn tiếp tục có chiều hướng gia tăng, đồng nghĩa với việc số ca nhập viện điều trị tại các bệnh viện cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết những trường hợp nhập viện điều trị đều có dấu hiệu cảnh báo, ghi nhận của phóng viên chương trình tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp. Hơn 500 lượt khám liên quan đến sốt xuất huyết. 2/3 bệnh nhân điều trị tại khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp là mắc sốt xuất huyết. Hai tháng gần đây, trung bình một ngày số ca mắc điều trị là 15 ca, trong đó đã ghi nhận trường hợp chủ quan tự truyền dịch tại nhà, nhập viện có những dấu hiệu cảnh báo. Thì tôi cũng hơi sơ sài chủ quan tí mà cũng đi tiêm nước ở nhà thôi, ở các quán tư. Thì sau đó thì tôi tiếp xong thì không thấy đỡ, thế là tôi mới vào. Gia đình tôi là đưa ra đây là nhập viện luôn. Nhiều trường hợp người bệnh ở nhà điều trị truyền dịch và đến khi mà mệt mỏi quá hoặc là có những biểu hiện nó xấu hơn, người ta đến viện thì chúng tôi kiểm tra ra đã rất nhiều dịch trong ổ bụng, rất nhiều dịch ở màng phổi. Đấy là những cái mà gọi là những cái mà tai biến về mặt tự điều trị mình theo dõi. Sốt xuất huyết xảy ra ở tất cả các đối tượng và hầu hết gây ra sốt và kèm theo các triệu chứng mệt mỏi, đau nhức. Nhiều người ý thức về sự nguy hiểm của sốt xuất huyết khi không được theo dõi và điều trị kịp thời nên đã chủ động đi khám. Khu nhà em thì cũng có nhiều người bị rồi ạ. Đang có dịch chú ý nên là nhiều người bị sốt vẫn cao liên tục nên là phải nhập viện. Khi dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay, nhiều người dân lo ngại đã không đến bệnh viện để thăm khám. Tuy nhiên, đây là điều không đáng lo ngại bởi các bệnh viện đã siết chặt quy trình khám chữa bệnh, thăm nom bệnh nhân để đảm bảo an toàn cho người bệnh khi điều trị tại bệnh viện. Với 4 vòng kiểm soát từ cổng vào, khu vực khám bệnh, cấp cứu và khu chữa trị, người bệnh hoàn toàn yên tâm để điều trị bệnh sốt xuất huyết. Tất cả các bệnh dịch đều là nguy hiểm. Chúng ta đừng mất cảnh giác bất kể loại nào. Và đặc biệt đợt này là vào đúng cái mùa mưa, dịch sốt xuất huyết rất là đông. Trường hợp nặng người ta mới nằm viện, người ta vẫn sợ COVID mà. Thế chúng tôi có một cái thông điệp cho người bệnh rằng là cái môi trường trong bệnh viện vào lúc này đối với COVID tương đối an toàn. Sự nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết ở chỗ bệnh nhân chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine phòng bệnh, mà chủ yếu điều trị triệu chứng và tùy thuộc đáp ứng của cơ thể bệnh nhân nên rất phức tạp. Vì vậy, những người ở vùng dịch khi có biểu hiện sốt cao không nên tự ý truyền dịch tại nhà, mà cần đến ngay các cơ sở y tế để được theo dõi và điều trị kịp thời.